Tử vi tuổi Bình Tý sinh năm 1996, tháng 8 âm lịch năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn tử vi của tuổi Bính Tý. Qua đó, mọi người có thể nắm rõ được cái nhìn tổng quát về vận hạn cát hung nạp vận ra sao, về từng con đường kế hoạch, tình duyên, sự nghiệp, sức khỏe. Bên cạnh đó, mọi người có thể hóa giải được thông qua chương trình ngày hôm nay khi được thầy Gia Cát tư vấn, hỗ trợ một cách cụ thể nhất. Đặc biệt, quý gia chủ cần lưu ý, đừng vì những khó khăn, thử thách trong cuộc sống mà nản lòng. Mọi người sẽ được quý nhân phù trợ và tạo nhiều cơ hội. Nhưng quan trọng, còn nắm bắt được hay không, thành công hay không, đều nhờ vào sự cố gắng, nỗ lực của quý gia chủ. Ngay bây giờ, mời mọi người hãy cùng theo dõi chi tiết tử vi tuổi Bính Tý, sinh năm 1996, trong tháng 8 âm lịch. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý gia chủ đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin mời mọi người hãy tiếp tục theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của gia chủ Bính Tý sinh năm 1996, tháng 8 âm lịch năm 2021. Tuổi Bính Tý là những người thuộc mệnh thủy. Trong cuộc sống, họ chịu nhiều phen lao đao, vất vả. Tuổi thơ gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nhưng tới trung vận, mọi thứ sẽ dần thay đổi, giúp họ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ là những người có tài ngoại giao, linh hoạt trong xử lý mọi tình huống. Tuy nhiên, trong các mối quan hệ bạn bè, họ lại hầu như không có bạn chí cốt bởi họ khó hài hợp với bạn bè. Sau đó, người sinh năm 1996 có thể có nhiều mối bạn làm ăn cùng chí lớn, nhưng về phương diện bạn bè, tâm giao thì hầu như không có. Khi hành động, những người này có phần bảo thủ, cứng nhắc, không dám đi ngược dòng chảy, luôn tuân theo xu hướng. Đây cũng là điểm thể hiện khả năng tính toán, cơ trí, cảnh giác hơn người của họ, giúp vận thế tuy không có nhiều nổi bật nhưng vẫn phát triển khá tốt. Tuy nhiên, quá cẩn trọng trong mọi chuyện khiến họ thà chịu cô đơn chứ không muốn mạo hiểm. Do đó, họ không có nhiều bạn bè, khi gặp chuyện không có nhiều người để chia sẻ, giải bày. Trong công việc, dù là cấp trên, đồng nghiệp hay cấp dưới đều có mối quan hệ khá tốt với người này. Họ có khả năng vận dụng mối quan hệ xã hội rất tốt, nhờ thế công việc suôn sẻ, thuận lợi. Người tuổi Bính Tý nhạy bén, nắm bắt cơ hội, giành được nhiều thành công trong sự nghiệp. Bính Dương Hỏa gặp Đinh Âm Hỏa gọi là kép tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ Bính Tý trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử, xử sự hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Theo tử vi tháng 8 âm lịch, sự nghiệp gia chủ Bính Tý nhìn chung trong hung có cát, bản mệnh dễ gặp được quý nhân, nhờ thế mọi sự liên quan đến công việc đều khá thuận lợi, suôn sẻ. Bản mệnh sẽ có những bước đột phá nhất định, có được những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Điều này sẽ có lợi cho hợp tác dự án, lập kế hoạch tiếp thị, hợp tác kinh doanh, cải thiện hiệu suất. Tuổi Bính Tý sẽ gặp nhiều may mắn, có quý nhân trợ giúp trên con đường sự nghiệp. Trong công việc, nếu gặp vấn đề khó, chưa biết cách giải quyết hợp lý thì đừng ngại xin ý kiến của những người đi trước. Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi sẽ giúp bản mệnh giành được cảm tình của mọi người, tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Ngoài ra, cẩn thận chuyện kỳ tá giấy tờ, tránh bị lợi dụng hay lừa gạt khiến bản thân vướng rắc rối pháp luật. Kênh Phong Thủy Gia Cát khuyên rằng cần nhớ phải giữ cho mình sự khiêm tốn, chờ thấy thành công đến quá nhanh mà khoe khoang, tự phụ, mất cảnh giác trước những tình huống xấu. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn giúp hóa giải xung sát, chờ mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Bính Tý
để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Trong tháng 8, vận may thay đổi theo chiều hướng tích cực, tiền bạc đang về với con giáp tuổi Bính Tý, biết nắm bắt lợi thế của mình để phát triển việc kinh doanh, đầu tư. Vì thế, bản mệnh nên tập trung hơn trong việc gia tăng tài sản, đừng lãng phí quá nhiều thời gian cho việc rong chơi. Đại hao hung tinh nhập mệnh, con giáp này dường như đang kiếm tiền quá dễ dàng nên không mấy trân trọng công sức của mình. Bản mệnh dễ dàng thỏa mãn bản thân bằng việc mua sắm những thứ mình thích, không quan tâm đến giá cả, càng chẳng cần biết mình có thực sự cần đến nó hay không. Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Bính Tý nếu không biết cân đong đo đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách, thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được nhiều hơn cũng sẽ cháy túi. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Người tuổi Bính Tý may mắn không gặp phải các bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, do phải suy nghĩ quá nhiều, tinh thần mệt mỏi, sẽ bị đau đầu, mất tập trung. Tử vi tháng này cho rằng tháng 8 âm lịch có thể có một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu người tuổi Bính Tý không cẩn thận. Đây là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bản mệnh không được làm quá sức, khiến khả năng tập trung bị giảm sút, sẽ bị sai giấy tờ. Hơn nữa, khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng. Nếu có thể, nên để người khác cầm tay lái. Người tuổi Bính Tý còn rất trẻ, thường bị cuốn vào công việc, tình yêu, quên mất việc chăm sóc bản thân. Thời gian này, bản mệnh nên có chế độ nghỉ ngơi, ăn uống, luyện tập nghiêm túc với chính mình. Ngừng ngay suy nghĩ còn trẻ, còn khỏe mà bỏ bê bản thân. Mệnh chủ tuổi Bính Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của mệnh chủ Bính Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Theo tử vi 2021, tháng 8 âm lịch, chuyện tình cảm của gia chủ Bính Tý khá ảm đạm. Bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc, dù có muốn quan tâm đến gia đình, có khi cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi và áp lực khiến tuổi Bính Tý dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Đối với Bính Tý, nếu đã lập gia thất thì trong năm Tân Sửu là một năm không được tốt, tình cảm vợ chồng có sự mâu thuẫn, gia đạo bất hòa, có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ giữa bạn và người ấy. Bạn thật sự bất ngờ khi có vấn đề lớn đến thế xảy ra. Tuy nhiên, trong tình huống này, bản mệnh trở nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần, mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Còn đối với Bính Tý đơn thân thì đây là một năm tình duyên có sự cản trở, tình duyên có sự chia ly không hòa hợp. Nên cầu duyên thì sau này mọi việc tốt lành sẽ tới. Đồng thời, bạn nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình với nửa kia của mình. Có thể bạn đang quá bận rộn với công việc, mất nhiều thời gian để giải quyết những khủng hoảng trước mắt, mà quên mất rằng mình còn có một nửa để yêu thương. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu nạp âm Sơn Hạ Hỏa, ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu, tị thành kim cục. Xung Mão, Hình Dậu, Hại Tuất, Phá Tý, Tuyệt Dần. Đối với người tuổi Bính Tý trong tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Mậu Ngọ, nạp âm Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch 13 tháng 8, từ ngày 19 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Canh Ngọ, nạp âm Lộ Bằng Thổ. Ngày âm lịch 25 tháng 8, từ ngày mùng 1 tháng 10 dương lịch, nạp Giáp, Nhâm Ngọ, nạp âm Dương Liễu Mộc. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Bính Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Bính Tý tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 8 tháng 8 tới ngày 14 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Ất Sửu, nạp âm Hải Trung Kim. Ngày âm lịch 20 tháng 8 tới ngày 26 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp, Đinh Sửu, nạp âm Giản Hạ Thủy. Đây là 2 ngày cắt lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, gia chủ Bình Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Bình Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người tử vi chi tiết của tuổi Bình Tý 1996 tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp mọi người có thêm những kiến thức hữu ích, tránh hung, hóa cát để gặp được nhiều may mắn hơn trong tháng 8 âm lịch. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn để thách thức giúp chúng ta trưởng thành hơn. Vậy nên mọi người đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên phía trước, vượt qua thử thách, hoàn thành sứ mệnh của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.